Bữa nay thì sẽ ăn món là hàu sống chấm bù tạt nha cả nhà bạn. Hàu sống này mùa ăn thì ngon cả nhà bạn ơi, nhưng mà gỡ lâu quá, mình không biết gỡ gỡ lâu lắm. Bù tạt này thì Thi làm trong đây là nước tương, chanh, tỏi, ớt. Giờ mình nặn bù tạt như thế cả nhà bạn. Đó. Tùy theo cái mình ăn cay không cay ha, ăn này chứ nồng lắm đó nha các bạn ơi. Mâm này 5 kg đó nha các bạn, mà tách ra nhiêu á. Cay, nó cay. Mời cả nhà các bạn nha. Nặn vô mấy cái con hàu nào mình muốn ăn á, cái mình nặn nó vô cả nhà các bạn, cho nó có cái độ chua luôn. Hấp dẫn lắm, hấp dẫn lắm cả nhà các bạn ơi. Mời cả nhà bạn nha, ăn cùng mình nha, chấm cho nó ngập vô. Ôi ôi nè, cái bầu này là nó sữa nè, béo lắm cả nhà các bạn. Mời cả nhà các bạn ăn cùng mình nha. Ngon quá, béo ngon cả nhà bạn. Bữa nay mình ăn với mì khô nha. Ngon quá. Bữa nay mà ai ăn được là ghiền. Ăn nó rất là ngọt đó nha các bạn. Mình nướng không à, đúng không bạn? Nó nồng, nó nồng chảy nước mắt luôn. Nó vừa nồng nó vừa cay, cay quá. Ăn miếng tỏi vô nha bạn, to hơn. Con nhỏ cái mình gỡ mình bỏ vô luôn cả nhà, khỏi để vô như cái này tốt. Mình gỡ xong rồi mình để vô nước đá dưới đó, mình để tủ lạnh để nó lạnh nha. Trời ơi nó ngon. Nó cay đổ mồ hôi luôn. Cay đổ mồ hôi luôn đó nha các bạn. Ngon quá. Lựa mấy con bự ăn nó mới phê. Cái này nhiều chứ mình lột ra bỏ vỏ hết à. Con bự cái này nè, ăn nó phê. Ok. Béo quá. Bấm nhà ha. Nếu không có ăn không được, ăn không được người ta cười mình đó. Tối mình ăn bảy ăn bảo mà thật sự ngon đó. Đây mình gỡ hết đống này rồi mà cả nhà bạn biết không, cỡ 2 tiếng đồng hồ. Nó ngọt, nó là lạnh á. Đón tủ lạnh không? Đón lạnh đúng không? Gì đâu quá. Này ăn hoài không chán luôn.
nướng vậy chứ mình không chịu ăn cả nhà bạn ơi, mình khoái ăn sống vậy. Hấp vô miếng nước với nó cay khủng hoảng luôn tới não luôn. Ai cay nặng cho nó miếng chanh nữa nha, cay quá trời cay ra nước mắt luôn, cay quá quý vị ơi. Thấy ăn mấy con bự bự mới phê. Canh dâu quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Đúng không? Ngon quá. Ăn với miếng tỏi. Ăn mì vô cho đỡ cay. Ngon. Ngon bắt chét không một chét luôn. Giờ mình gỡ mình bỏ vô đây. Mình bỏ vô đây rồi mình quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Không quá. Ổn mồ hôi luôn. Nó cay. Quá sắc cay. Cay quá quý chị ơi. Cay nồng nàn luôn. Bỏ vô đó đặt cho nó thấm cái nha các bạn, cho nó thấm thấm với cái nước này nè. Mình nên mình lụm hết này chưa 5 kg 5 kg thì mình lột ra không còn nhiêu cả nhà bạn ơi, lột ra mình còn ít. Cái chén nước này nó cay, nó đậm đặc, cay nồng nàn luôn á. Không béo. Rất có mùi. Lần đầu tiên mà cái nhà bạn ăn ủ tạc á, là mình khuyên nha, để ít thôi. Nó nằm muốn nhảy mũi luôn á. Nó nằm muốn nhảy mũi luôn á, chứ không phải chuyện vừa đâu. Để trong đây là cái con này tái lại liền đó nhà mọi người. Tái chín lại liền. Vừa chanh vừa ủ tạc á. Vừa cay vừa chua. Ăn miếng tỏi này cho nó thấm thía, nó cay thấm thía luôn, nó thấm thía mù lạ.
nhạy cảm. Năm muốn banh 5 kg luôn. Mà cái clip đó thì không có quay dài được. Cái clip đó thì quay ngắn. Trời ơi, con này uống nè. Trời ơi, sữa nè, tét ra nè, nổ. Nó ngon. Nó béo. Còn sữa nữa nha bạn. Sữa hảo. Cài. Trời, nó ngon quá sắc không. Bữa hỏi mình làm cái clip, có clip đầu tiên nhất đó mình làm mà ăn hào này nè, được lên xu hướng á cả nhà bạn. Trong đời luôn có clip đó là lên cao nhất, 11.000 lượt xem gì đó là được cao nhất. Rồi bây giờ mình làm thử cái clip này để có lượt xem không. Cái được clip kia mình mua cái con hào, mình mua con hào bự đó nha bạn ơi. Con hào bự, con hào bự ăn không ngon bằng con hào nhỏ đâu. Con hào bự mình ăn sống á thì thành ra nó ớn miệng á, con hào nhỏ mình ăn nó không ớn miệng ngon. Bỏ ở đây cái nó tái lại liền, thấy chưa nè. Chanh mình nặng cho nhiều á, nãy thì nặng 2 trái chanh trong đây rồi ha, rồi chữa ngoài ăn trái nữa. Rất là ngon. Mình nướng thì ăn không có ngọt, không có ngon bằng. Ok. Ăn quá sang. Cái này còn trong khoảng chừng 1 kg. Nhưng mà cái clip nó dài quá. Cay quá trời cay luôn. Ngon quá nhà bạn ơi, đổ mồ hôi vô. Thì cái video ăn hào sống của thì này cũng kết thúc rồi cả nhà bạn. Thì bye bye cả nhà các bạn. Hẹn các bạn vào cái video sau. Nếu cả nhà các bạn có xem cái video của thì hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh like xem hộ thi nha. Thì đừng quên bấm một cái chuông để mỗi khi thi ra video mới nha cả nhà bạn. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.